Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đề Giò. Bệnh viên Tào Lao, Trà Vĩ Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Trước tiên Đại Lâm xin chúc các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Hiện tại bây giờ thông tin giữa kèo Long Ki và Li Ho, theo Đại Lâm nhận được thì đã chính thức khó xảy ra rồi các bạn à. Vì hiện tại bây giờ là những ngày cuối tháng 9, bắt đầu tháng 10 sắp tới nha các bạn. Li Ho, theo thông tin nhận được từ bên phía Li Ho là Li Ho đang xuống tốc nha các bạn, trở thành sư sãi 3 tháng nha. Thì hiện tại bây giờ là cuối tháng 9 nè, đầu tháng 10, 11 và 12, có thể là hết Noel, sau Noel Li Ho mới trở lại nha các bạn. Còn hiện tại bây giờ là Li Ho không biết cái luật lệ về bên chùa chiền hay là bên cái gì của Li Ho Cambodia ra sao đó, nhưng mà Li Ho đã xuống tóc và Li Ho đã bắt đầu 3 tháng bước vào tu nha. Đây là thông tin nhận được bên phía Li Ho. Thì có gì thì Đại Lâm sẽ thông tin nắm bắt hàng ngày cho các bạn được biết về tình hình như thế này nha. Coi như thì đây tới Noel và gần Tết sẽ vắng bóng Li Ho trên những trận đấu về kỳ 12m, 9m. Và cái ghế của Li Ho cũng vậy, sẽ tạm ngưng lại để chuyện xuất gia gì đấy của Li Ho bên Cambodia. Thật sự thì Đại Lâm cũng không nắm bắt hết quy luật bên Cambodia như thế nào, mà chỉ biết thông tin chính xác là như thế. Li Ho bắt đầu cuối tháng 9, tháng 10 này, đầu tháng 10 này, và Li Ho đã xuất gia nha các bạn. Xin lỗi các bạn, theo xuất gia nha. Xin cảm ơn các bạn về điều này. Và Long Ki, huyền thoại solo ki của Việt Nam chúng ta, có thể không có duyên với Li Ho Cambodia về cấp kèo và cấp kèo solo 9m nha các bạn. Không có duyên nha các bạn. Đấy là thông tin Đại Lâm nhận được từ phía bên Cambodia của những người anh em quen với Đại Lâm nha. Thật sự thì rất đáng tiếc các bạn à. Cuộc tình giữa Long Ki, huyền thoại vua ki của Việt Nam chúng ta, và Li Ho đã không đến với nhau được là như thế. Rất mong các bạn hãy xem thông tin tiếp theo sắp tới sẽ có những điều gì xảy ra nữa nha. Còn các bạn nên nhớ về điều này, cáp kèo và cáp kèo, một cái kèo có thể nói là rất khó, cực kỳ khó thành được một cái kèo, không phải dễ các bạn à. Đại Lâm thường nói với các bạn vậy, nếu chúng ta nè chơi bằng nước suối nè, nếu chúng ta chơi bằng nước suối, nước ngọt thì bất cứ lúc nào nha cũng có thể xảy ra. Đặc biệt ví dụ như Đại Lâm sẵn sàng ki solo 9m với Chen Len và Li Ho, bất cứ ai cũng được. Đấy là chơi nước suối và nước ngọt nha các bạn. Còn đã chơi cáp kèo thì các bạn cũng thấy là tinh thần nè, máu lửa nè, và đặc biệt là có một vật chất nữa, cho nên đủ thứ các kiểu, phải cân đo đong đếm các bạn ơi. Cho nên các bạn hãy thông cảm về điều này. Đôi khi có những người bạn vào đây xem YouTube của Đại Lâm và nói giống là tại sao cáp kèo hoài mà chưa dính được kèo này kèo kia. Đâu phải đơn giản đâu các bạn à. Cũng như các bạn cũng thường nói như thế này, Long Ki sao không âm thầm tập luyện rồi sẽ hẹn Li Ho nha. Đại Lâm sẽ trả lời về tình tiết như thế này. Li Ho là người thách đấu Long Ki, cho nên Li Ho luôn sẵn sàng hẹn Long Ki bất cứ giờ nào. Thí dụ như Li Ho đang phong độ, đang chơi liền, đang chơi hàng ngày và hàng ngày. Còn Long Ki thật sự vợ con gia đình đủ thứ các kiểu, cho nên Long Ki ít chơi. Hiện tại bây giờ Long Ki đã lên 80kg rồi các bạn à. Cho nên bất ngờ Li Ho hẹn Long Ki trong vòng một tuần gì đó thì các bạn nghĩ như thế nào? Làm sao Long Ki dám nhận lời, đúng không nè? Còn các bạn nói là tại sao không âm thầm tập luyện?
không biết lúc nào Ly Hoa sẽ khiêu chiến Long Kỳ nha các bạn, không biết lúc nào, cho nên các bạn phải hiểu rõ về điều này nha. Coi như là cuộc tình giữa Long Kỳ và Ly Hoa sẽ rất khó xảy ra các bạn ạ. Đấy là theo nhận định của Lâm, rất khó sẽ xảy ra nha. Tại vì Long Kỳ hiện tại bây giờ ít chơi, gia đình, công việc đủ thứ các kiểu, còn Ly Hoa hàng ngày vẫn chơi tập luyện thường xuyên. Còn đây là những ngày cuối tháng 9, chuẩn bị đầu tháng 10 rồi, và Ly Hoa cũng sẽ bước vào xuất gia về chuyện tu hành gì mình đó, của bên Cambodia 3 tháng. Cho nên hiện tại bây giờ coi như là cuộc tình giữa Ly Hoa và Long Kỳ rất khó xảy ra. Một lần nữa là như thế nha các bạn. Cho Đại Lâm vài giây quảng cáo hàng cái nha các bạn. Hiện tại Đại Lâm trên TikTok Shop á, của Đại Lâm có bán là dầu gội phủ bạc nè. Nha, dầu gội phủ bạc, các bạn chỉ cần nhấn vô giỏ hàng của TikTok Shop trên đó, thì cần gì ủng hộ thì Đại Lâm trên đó nha. Còn trên Zalo của Đại Lâm, tất cả các clip video của Đại Lâm đều có Zalo, số điện thoại của Đại Lâm trên đó. Và các bạn nào có mua hàng ủng hộ Libro nha, thì hãy vào đó ủng hộ cho Lâm để có một chi phí trang trải để kiếm những clip hay, video hay cho các bạn để xem nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Bùa Đồ Dò, và kênh phụ của Lâm là Đại Lâm Chuyện Bên Lê và Libro cùng tích sắp của Lâm. Thì đấy là thông tin về phía chuyện tình của Ly Hoa và Long Kỳ là như thế nha các bạn. Đấy là hết duyên, có thể nói là Long Kỳ và Sang Vrang không còn duyên nợ với nhau để gặp nhau nữa các bạn ạ. Thật đáng tiếc cho một vua Kỳ quyền thoại Long Kỳ Hải Phòng Việt Nam của chúng ta, và bên kia là Ly Hoa đại diện cho Cambodia, những cao thủ hàng đầu đẳng cấp gặp nhau không đến với nhau được. Thật đáng tiếc và đáng tiếc các bạn ạ. Đấy là tóm tắt thông tin Ly Hoa và Long Kỳ là như thế nha các bạn. Để Lâm nói ngắn gọn cho các bạn dễ hiểu nha. Duyên nợ giữa Long Kỳ và Ly Hoa tan biến rồi, thật sự đáng buồn và đáng tiếc. Còn chuyện tình tiếp theo, Sang Phan và Chen Len đã dính với nhau rồi, nhưng chờ ngày hai bên thống nhất được với nhau thì cuộc chiến giữa Sang Phan và Chen Len sẽ gặp nhau nha các bạn. Sang Phan có giao kèo là bóng ướt thăng long, thấm nước như thế nào đó. Thì nói chung là bên phía Cambodia đã sẵn sàng rồi, ok tất cả rồi, chỉ chờ ngày thôi. Rất mong mọi người hãy ủng hộ và thương yêu. Nhớ xem kênh YouTube của Lâm, mỗi video clip của Lâm, cho Lâm một like trên đó nha các bạn. Vì tương tác YouTube, xin thank you các bạn rất nhiều về điều này nha. Còn rất nhiều vấn đề đủ thứ các kiểu phía trước, các bạn hãy chờ xem những thông tin sắp tới sẽ như thế nào nha. Còn hiện tại bây giờ là 2023, đây là giữa những ngày cuối tháng 9 2023 này, Ly Hoa thật sự đã chính thức bước vào xuất gia tu hành 3 tháng nha các bạn. Hiện tại bây giờ là gần đầu tháng 10 rồi, có thể hết Noel là gần Tết rồi, có thể nói là chắc ăn sang năm mới, năm tới nữa thì Ly Hoa mới trở lại bên bóng nha các bạn. Đây là thông tin để Lâm nhận được là như thế. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Giúp nhau khi còn có thể các bạn à. Thank you các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Đại Lâm Bùa Đồ Dò và sản phẩm Libro cùng dầu gội TikTok Shop trên kênh TikTok của Lâm. Một lần nữa thì các bạn nào có chơi đam mê chơi xe SH nha, thì hãy vào kênh Vũ Tấn Xe SH. Vũ Tấn Xe SH các bạn có tham khảo tham quan gì đó nếu các bạn đam mê chơi xe SH. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok men.